Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 6 sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm toán. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn về trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp, dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm. Việc thực hiện các kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động Kiểm toán Nhà nước, giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra kiểm toán. Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, trong 5 năm qua, cơ quan kiểm toán đã thực hiện kiểm toán và phát hành 1.345 báo cáo tài chính, trong đó có kiến nghị chuyển hồ sơ sang cho cơ quan điều tra 19 vụ án. Hơn 67.000 tỷ đồng liên quan đến kết luận kiểm toán chưa được thực hiện, trong đó nguyên nhân từ đơn vị được kiểm toán chiếm 59,46%. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, việc chủ động chuyển 19 vụ việc so với 1.609 hồ sơ tài liệu theo yêu cầu là còn ít và thừa nhận đây là tồn tại hạn chế trong thời gian qua. Đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới là áp dụng các biện pháp để nâng cao chất lượng kiểm toán, kịp thời phát hiện các sai phạm và thu thập bằng chứng để kịp thời chuyển cho cơ quan điều tra. Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia giải trình báo cáo trước Quốc hội về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia thương mại điện tử. Vào chiều hôm qua, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, đại biểu Nguyễn Duy Thanh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương làm rõ những chỉ đạo đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN trong thực hiện quy định của pháp luật theo hợp đồng bán điện đã ký có thời gian 20 năm. Giá cố định không có điều một khoản cắt giảm công suất, nhưng EVN thường xuyên cắt giảm sản lượng khoảng 20% một năm. Chiều nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Sử có chuyến kiểm tra thực tế tiến độ thi công công trình xây dựng hồ chứa nước ngọt tại xã Khánh An, huyện U Minh. Công trình hồ chứa nước ngọt là hạng mục thuộc tiểu dự án 8 đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau, thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Dự án được đầu tư bằng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới VKB với tổng kinh phí 792 tỷ đồng. Đây là hồ chứa nước ngọt lớn nhất tỉnh Cà Mau với diện tích mặt thoáng hồ 60 ha, dung tích hồ 3,85 triệu mét khối, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 113.000 dân huyện U Minh do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình, Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Cà Mau. Đến nay, tiến độ thi công công trình đạt khoảng 97%. Sau khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương lắp các biển cảnh báo, cấm người dân vào khu vực công trình đang thi công. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng đơn vị thi công và Ủy ban Nhân dân huyện U Minh tính toán phương án chở nước về vườn quốc gia U Minh Hạ phục vụ công tác phòng chống cháy rừng, khẩn trương rà soát những hạng mục chưa hoàn thành, đảm bảo công trình hoàn thành trong tháng 6. Chiều hôm qua, Thành ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử đã đến dự. Hội nghị công bố quyết định điều động ông Bùi Tứ Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau về giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau từ tháng 6 năm 2024. Bí thư Thành ủy Cà Mau Trần Hồng Quân đánh giá cao, ghi nhận sự cống hiến của ông Bùi Tứ Hải trong thời gian qua, nhất là trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng thành phố Cà Mau ngày càng văn minh hiện đại. Yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới là rất nặng nề, đồng chí Trần Hồng Quân mong muốn ông Bùi Tứ Hải tiếp tục phát huy năng lực sở trường của mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Giang Bi có buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam do ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội và Tập đoàn An Dương làm trưởng đoàn để trao đổi và xúc tiến đầu tư và xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Giang Bi đã thông tin đến đoàn công tác một số nét nổi bật về tình hình kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng, thị trường lao động của tỉnh.
đồng thời giới thiệu về một số tiềm năng lợi thế của tỉnh Cà Mau trong các lĩnh vực như du lịch, phát triển nông nghiệp, nguồn nhân lực dồi dào trong xuất khẩu lao động, để các bên trao đổi cụ thể và hỗ trợ xúc tiến đầu tư. Cà Mau hiện có hơn 600.000 người trong độ tuổi lao động. Theo đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2022-2025, tỉnh đặt mục tiêu đưa từ 1.900 lao động trở lên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, riêng Hàn Quốc từ 200 lao động trở lên. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã đưa 184 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc. Ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, buổi làm việc đánh dấu sự khởi đầu để các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm đến Cà Mau. Hiệp hội sẽ làm cầu nối kinh tế, thương mại, đặc biệt về lao động, để tăng cường hiệu quả hợp tác của địa phương với các doanh nghiệp, hiệp hội. Đồng thời hy vọng có thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu và lựa chọn Cà Mau để đầu tư trong thời gian tới. Sông Gành Hào, sông Cái Nhút, kênh Rạch Rập, kênh Thống Nhất. Rác có mặt trên khắp các tuyến sông, từ những con sông lớn đến những kênh rạch nhỏ. Những con sông trong lòng thành phố Cà Mau đang chết dần trước tình trạng ô nhiễm. Hôm đó là có mấy ông bên thành phố á, có quăng thuốc gì, quăng gì thế này nè, rồi nó đỡ được vài bữa rồi cũng y gì à. Rồi là dân người ta đây là khó chịu dữ lắm. Nó ẩm thúi rồi tùm lum hết trơn luôn rồi. Miễn trời nắng là nó thúi nhiều. Trời mưa gì nó đỡ. Rác rưởi là nó cứ trôi đến là rất là nhiều. Cho nên là những người sống ở đây thì là rất khổ sở. Suốt ngày, suốt đêm. Năm này qua năm khác. Không biết là tình sức khỏe rồi nó sẽ đi xuống như thế nào. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, hiện lượng rác thải trên sông tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Đỉnh điểm những ngày mưa, lượng rác thải tăng trên 20%. Đã qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau cũng đã thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, nhưng chưa thể làm dừng, làm giảm thực trạng này. Thực trạng thu gom rác trên địa bàn thành phố Cà Mau thì đã thực hiện các cái phương tiện thu gom là hết công suất những cái ngày mà mưa nhiều, những cái ngày rác phát sinh. Ngoài các cái phương tiện thu gom rác ra thì thành phố Cà Mau phối hợp cùng với xã phường là tăng cường đặt các cái phao, các cái vật cản trên sông để nhằm tập kết rác lại. Thì do là người dân quen sinh sống là sử dụng sản phẩm là nhựa một lần qua sử dụng, không sử dụng các cái sản phẩm thân thiện môi trường hoặc qua nhiều lần sử dụng, cho nên lượng rác ngày càng tăng. Thưa quý vị, thực trạng rác thải trên sông đã tồn tại từ nhiều năm nay và ngày càng nghiêm trọng. Vậy nguyên nhân của thực trạng này là do đâu? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Những năm qua, nhiều dòng sông đã bị cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh nguyên nhân do biến đổi khí hậu, thì thói quen sinh hoạt của người dân từ việc xả nước thải, rác thải ra môi trường đã tạo sức ép khủng khiếp lên những dòng sông. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, hầu hết các tuyến sông rạch chảy qua nội ô thành phố đều chi chít nhở ven sông. Trong sinh hoạt hàng ngày, một bộ phận người dân vẫn thản nhiên đổ chất thải trực tiếp xuống sông. Tôi đi là từng nhà đó nói bà con thôi giờ cố gắng là đốt. Bẻ thiết lên rồi mình đào cái hố nhỏ chừng 5 tấc vậy đó. Để thiết ở dưới rồi tủ hai bên, bẻ hai bên đưa xuống đó rồi mình đốt. Nhưng mà họ cũng làm được thời gian ngắn nào đó rồi cũng bỏ luôn. Cứ là vô bọc thảy không à. Nói chung là từ đây bây giờ cô không tin tôi đây đi sớm lớn sẽ đi sáng sớm thôi giấc chiều 5 giờ đi 4 giờ đi là họ cứ quét rồi thảy mà nó thảy cứ là như thế. Là người dân là còn là rác thải đó không có ý thức, là một số họ cũng có ý thức là người ta đốt, là tự đốt hoặc làm lò đốt hoặc là người ta đào hố chôn. Còn một số hộ dân không có ý thức cứ quăng quẳng dưới sông, thành ra là cái lượng rác của cái tuyến 26/3 này vẫn còn tồn tại. Ngoài ra, xả thải từ hoạt động kinh doanh cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng tại các tuyến sông hiện nay. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau đã phát hiện xử lý vi phạm hành chính 45 trường hợp với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo ngành chức năng thành phố Cà Mau, hiện nay chế tài trong lĩnh vực vi phạm về môi trường vẫn chưa đủ sức răn đe. Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian tới, thì thành phố Cà Mau cũng đã đề ra các giải pháp. Cái thứ nhất là tuyên truyền vận động nhân dân về cái bớt cái thói quen là sử dụng sản phẩm, một là sử dụng mà sử dụng sản phẩm tái sử dụng sản phẩm là thân thiện với môi trường, dễ phân hủy. Nội dung thứ hai là tuyên truyền đối với các hộ dân mà sử dụng sống nhà gian sông là tăng cường sử dụng dịch vụ về thu gom vận chuyển rác, thì hướng tới là tăng cường thêm là phương tiện về phà và một số cái phương tiện nhỏ về xuồng nhỏ để tăng cường vớt rác những cái tuyến mà không có phương tiện lớn vào được. Một thực tế nữa là hiện nay việc thu gom rác tại các xã vùng ven thành phố Cà Mau chưa nhiều, phần lớn rác thải sinh hoạt do người dân tự xử lý và xử lý như thế nào là câu chuyện còn đang bỏ ngỏ. Để làm dừng, làm giảm tình trạng ô nhiễm rác thải trên những dòng sông, đã đến lúc ngành chức năng cần có những giải pháp căn cơ hơn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới. Nhân sự kiện này, từ hôm nay đến ngày 30 tháng 6, thành phố Cà Mau sẽ phối hợp với các xã phường tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Mục tiêu là nhằm giảm thiểu rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải trên các tuyến sông. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới là thành phố Cà Mau sẽ lắp khoảng 200 camera giám sát trên các tuyến sông, tuyến đường nội ô thành phố nhằm tăng cường giám sát vi phạm về bỏ rác không đúng nơi quy định. Ngoài ra, thành phố Cà Mau cũng sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức có liên quan tiếp tục các hoạt động thu gom rác, các hoạt động ngoại khóa về tác động của rác thải nhựa, đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, hướng đến một thành phố xanh không rác thải. Hướng tới thì thành phố Cà Mau tiếp tục là trong tháng 6 này sẽ tiếp tục gắn cái camera giai đoạn 2 với số lượng là 250 camera, nhằm thứ nhất là đặt những cái khu vực đất công cộng, những khu vực mà thường phát sinh khác vô chủ và những tuyến sông, kênh, gạch để nhằm hạn chế cho người dân mà phát thải trực tiếp vào sông, kênh, gạch. Đối với việc thu gom rác trên các tuyến sông cũng sẽ được Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau tăng tần suất thu gom từ 3 đến 4 lần mỗi ngày. Với những tuyến kênh nhỏ vùng ven thành phố Cà Mau, đơn vị này cũng đã xây dựng các phương án thu gom. Thì công ty cũng tăng cường cái giờ thu gom hơn, vận chuyển là nhiều hơn. Và đồng thời là cũng tăng cường cái vớt kinh bờ thêm bãi bờ kẹt phường 2, phường 5, phường 7, phường 8. Thì để ứ động kinh khô thì công ty sẽ bố trí cho xe kinh bờ để cho công nhân xuống nhặt hết cái hầm vớt đó. Đối với nhỏ như kinh cập á, thì có tàu lớn vô không được thì công ty bố trí cái xuồng tâm bản nhỏ thì để vô vớt bằng thủ công. Ngoài các giải pháp nêu trên, theo ngành chức năng, để hồi sinh các dòng sông cũng cần thay đổi chế tài theo hướng răn đe hơn. Ngoài ra, thành phố Cà Mau nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung cần có các biện pháp quyết liệt, huy động mọi nguồn lực để công cuộc hồi sinh các dòng sông chết hiệu quả hơn trong thời gian tới. Chiều nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo huyện U Minh về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi tiếp thu các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện U Minh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát và tuyên truyền vận động nhân dân phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, sử dụng đất đúng mục đích. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm thì tiến hành xử lý đúng theo các quy định hiện hành. Về công tác xây dựng nông thôn mới, người dân đã phát huy quyền làm chủ qua phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể của các cấp chính quyền trong thực hiện các phần việc xây dựng nông thôn mới. Huyện U Minh chú trọng công tác rà soát các công trình, dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối với một số dự án định canh định cư, công trình thủy lợi, trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã, nhà thiếu nhi huyện. Công tác kiểm tra rà soát tài sản công, nhà đất được giao quản lý, sử dụng đảm bảo đúng mục đích hiệu quả, nhất là thực hiện việc liên doanh liên kết, cho thuê tài sản theo quy định,
rà soát duy tu sửa chữa tài sản đảm bảo sử dụng, hạn chế hư hỏng lớn, tránh thất thoát, đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trước đó, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh. Sau khi làm việc tại xã Đất Mới, chiều nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căn về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căn, công tác lập quy hoạch lấy ý kiến người dân khi lập quy hoạch sử dụng đất và công bố công khai quy hoạch, bảo đảm tính hợp pháp, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận. Đối với quỹ đất công, quỹ đất nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo thực hiện cắm mốc 31 khu đất, diện tích gần 72 ha, đo đạt 13 khu đất, diện tích gần 23 ha. Công tác ra soát điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng với mục đích sử dụng đất rừng theo quy định, chỉ chỉnh lý đạt 50%. 6 tháng đầu năm 2024, huyện tiết kiệm chi đầu tư hơn 560 triệu đồng. Trong 4 xã nông thôn mới của huyện, có 3 sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc. Huyện đang phấn đấu có thêm xã Tam Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Nam Căn chỉ có 1 trong 4 đơn vị cấp xã được đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh theo chuẩn xã nông thôn mới. Công tác triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử trên ứng dụng VNCare chỉ đạt khoảng 27%. Sau khi nghe báo cáo, đoàn giám sát kiến nghị làm rõ thêm một số nội dung về phương thức thực hiện quy hoạch xây dựng, tổ chức sản xuất nông nghiệp trong tình hình khó khăn về giá cả đầu ra. Nguyên nhân người dân trên địa bàn chưa tiếp cận được nghị quyết 17 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Cái Nước về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe báo cáo công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn toàn huyện, trong đó chú ý việc ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và khai thác thông tin theo dạng số. Thực trạng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất theo đúng hiện trạng, việc lấn chiếm đất công, quản lý quỹ đất nông nghiệp, đất công ích, nhân dân. Về xây dựng nông thôn mới, huyện Cái Nước có 8 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2024, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng xã Lương Thế Trân đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thành Phú và Hương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Về mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, huyện có mô hình lúa tôm kết hợp, áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm ở hợp tác xã Quyết Tiến, xã Thành Phú. Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao tuần hoàn nước ở xã Hương Mỹ. Trước đó, đoàn đã đến khảo sát và làm việc tại xã Tân Hưng, huyện Cái Nước. Thưa quý vị, chưa đầy 3 tuần nữa, học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thời điểm này, các trường trung học phổ thông trong tỉnh đang tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, để các em có đủ tự tin, bình tĩnh và chuẩn bị tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Hiện nay, các giáo viên và học sinh trường Trung học Phổ thông Hồ Thị Kỷ đang trong giai đoạn nước rút để ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây. Bên cạnh việc củng cố các kiến thức đã học, ở giai đoạn này, giáo viên tập trung cho học sinh luyện đề với phương châm học đến đâu chắc đến đó. Căn cứ vào đề thi minh họa Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, các giáo viên đã chủ động ôn tập bám sát theo đó và phân loại học sinh theo từng nhóm học lực. Tôi dựa hoàn toàn vào đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm cũng như cái đề thi minh họa năm nay cho học sinh bắt đầu thực hành các đề thi giống hệt như cái cấu trúc như vậy. Theo 3 phần đọc hiểu, viết động văn nghị luận xã hội và viết bài làm văn nghị luận văn học. Chúng tôi sẽ cố gắng sửa và khắc phục giúp học sinh nhận ra những cái lỗi sai. Trước nhất là phải nâng cao cái chất lượng đề trà trước. Quý thầy cô là soạn cho các em các cái kiến thức cơ bản để các em làm đó làm lôi cho quen và chia theo từng cái thang bậc nhận thức. Đầu tiên là được 5 điểm trước, được 6, được 7, được 8. Để làm được mục đích đó thì thứ nhất là cho các em học kiến thức cơ bản. Thứ hai, khi có đề minh họa thì mình sẽ biên soạn các cái câu hỏi bám sát cái đề minh họa đó nhiều để cho các em làm nó thường xuyên thì nó sẽ trở nên nó quen. Thì đối với cái nhóm học sinh giỏi, mình sẽ cho các em là nghiên cứu các cái câu hỏi bắt đầu là từ mức độ vận dụng cao. Ngoài thời gian ôn tập trên lớp thì em dành thời gian để
Như mình đã biết thì Internet bây giờ thì đã phát triển đến một cái ngưỡng rất là cao, nên là mọi tài liệu, mọi thứ đều có sẵn ở trên đó và đa số là miễn phí. Nên là em tìm và search những cái tài liệu free ở trên đó và em in ra. Sau đó là em tự ôn, tự thêm thắt những cái phần mà em cần phải bổ sung. Năm nay, trường Trung học Phổ thông Ngọc Hiển, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển có 164 học sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Trong giai đoạn ôn tập nước rút này, các giáo viên bộ môn có sự điều chỉnh phù hợp về nội dung, phương pháp để bổ sung kiến thức, kỹ năng, nâng cao hiệu quả ôn tập. Một giáo viên bộ môn thì tôi đã nghiên cứu các cái nội dung kiến thức phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp, đồng thời cũng nghiên cứu các cái đề của những cái năm trước và tiến hành để mà ôn tập cho các em. Nó được chia ra làm 3 cái giai đoạn. Thì cái giai đoạn nước rút thì mình sẽ luyện qua các đề và tổ chức cho các em rút kinh nghiệm. Qua đó thì những em nào mà chưa đạt thì mình phải có cái hướng điều chỉnh, tiếp cận, hung đúc tinh thần các em để giúp các em ôn tập để đạt cái kết quả như ý. Ngoài thời gian lên lớp thì em học trên trang mạng, còn tìm tòi nhiều tài liệu khác. Còn trên lớp thì em nghe thầy cô giảng và ghi bài và tìm nhiều tài liệu của thầy cô. Thì em sẽ cố gắng thi để lấy điểm cao. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh. Và năm nay cũng là năm cuối cùng thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông cũ năm 2006. Vì vậy, các em học sinh trong tỉnh đang nỗ lực ôn luyện, tập trung tinh thần cao độ, với hy vọng đạt được kết quả cao tại kỳ thi năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Thời sự tối đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.